Rồi. Dạ. Mà mời. Dạ bây giờ em thấy sao anh? Em đọc cái này hả? Em coi đọc đi. Dạ. Trời ơi. Những chiếc vỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu? Ủa anh ghi nãy giờ anh ghi bài hát anh. Mày khùng hả mày? Cái khúc trong này mày không cho đây cái bài hát tao đang in đang đi thi tiếng hát của công chức mà. Trong đó kìa. Anh ơi chắc là bây giờ là cái này được hả anh? Trời. Thằng này sao nó hỏi giống dài quá thiệt á. Bây giờ nè, em đừng có hỏi gì nhiều hết. Thấy không? Em chỉ biết là bây giờ em đang chạy vô cái chức là trưởng phòng. Dạ, trưởng phòng. Được không? Mà bây giờ em có học gì không? Dạ, học gì là em không có luôn á. Em có bằng gì không? Bằng gì là em không có luôn. Bằng lái xe em còn không có mà. Vậy mà em đòi vô cái chức trưởng phòng. Ba em muốn. Ba em muốn hả? Dạ. Vậy thì cái vụ này chạy hơi bị nặng nha. Nói chung là nó cái kinh phí là nó hơi bị nặng lắm đó nha. Anh bây giờ vậy mình nói vòng chi cũng mệt, không mấy giờ anh nói thẳng một suột đi là bây giờ anh muốn nhiêu rồi em về em kêu ba em đưa tiền cho em đưa cho anh luôn. Thôi thì bây giờ vậy nè. Trước tiên là anh thì mình làm việc là mình phải đâu ra đó đàng hoàng nguyên tắc. Dạ. Đầu tiên là em sẽ phải anh sẽ phải lo những cái giấy tờ này cho em. Dạ. Đó, lý lịch này nọ với lại này nọ rồi những cái mà cái bằng cấp này nó của em là anh cũng phải chạy trọt nữa. Hiểu chưa? Dạ. Chứ bây giờ mày không có bằng cấp gì hết trơn làm sao mà tao lo cho mày bình thường được, bởi vì cái vụ của em nó nặng hơn vụ của người ta là vậy đó. Anh nói thẳng cái chuyện giá cả đi, từ nãy giờ anh cũng còn vòng đó. Bây giờ nè, lo hết này là bây giờ em đưa trước anh bao nhiêu để anh chạy? 30%. 30%. Là bao nhiêu tiền anh? Là 30 triệu. Anh nói cái gì? Anh mới nói cái gì? 30 triệu? Trời ơi trời ơi. Trời ơi, có phải tôi vừa nghe số 30 triệu, anh nói chính miệng anh đi. Phải 30 triệu không? 30 triệu. Sao rẻ quá vậy? Tôi không ngờ chức trưởng phòng mà bây giờ đưa trước 30% mà có 30 ơi, triệu. Trời ơi, bà nội cha nó làm hết hồn con vía. Trời ơi, vậy mà. Hôm qua đến giờ ông già của em nói là cái chức này còn khoảng 1 tỷ đó. Mà ổng chuẩn bị với em 1.5 tỷ mà trời ơi. Thật ra là vậy nè, Hiếu em ngồi xuống đây. Dạ. Thật ra là cái giá mà làm nó cầu cả tỷ hơn chứ không phải là ít. Dạ. Nhưng mà tại vì anh thấy em là cái đứa con có hiếu. Dạ. Không muốn cho ba mẹ buồn. Dạ đúng rồi anh, em có hiếu mà em tên Hiền nữa. Ừ. Dạ em có hiếu mà nhìn em hiền hiền á, người ta hay kêu em là thằng hiếu mà từ gì giống hiền hiền là giống hiếu hiền. Bây giờ như vậy nè, nếu mà em đã nói như vậy thì anh sẽ giúp cho em. Với cái giá không phải là cắt cổ mà 1 tỷ đâu. Em mà ra mà em gặp mấy thằng mà chạy mà lơ tơ mơ là nó ăn em còn cả 2-3 tỷ chứ không phải là 1 tỷ nữa. Dạ đúng rồi, chứ có lớn. Thôi thì á. 30 triệu là đầu tiên là để lót tay cho anh. Cái đó là mình sẽ phải coi như lo người này chút, người kia chút, với lại mấy cái bằng này nọ, phải không? Phải có cái bằng này bằng kia để vô nọ. Thí dụ như bằng A, bằng là C, tiếng Anh này nọ để vô. Tại em làm trưởng phòng là ít nhất ra em phải có một số bằng. Đầu tiên là phải có cái bằng đại học rồi này nọ em mới có. Anh, mấy cái bằng đó anh lo dễ không anh? Thì nói chung là dễ chứ em. Anh lo mẹ có bằng lái luôn được không? Em có bằng lái. Bây giờ mình nè, mình làm xong này đi rồi mình nói tới bằng lái sao. Dạ. Cái bằng lái là cái chuyện rất là dễ, tại vì bằng lái nó rất là rẻ, em hiểu không? Dạ. Đó, bây giờ em cứ việc lo cái này cho anh. Em lo cái tiền bạc này nọ đi. Một lời như đinh đóng cột. Một lời như đinh đóng cột. Anh nhưng mà bây giờ em biết là anh một lời như đinh đóng cột rồi. Nhiều khi bây giờ anh lấy xà beng anh nhổ ra cũng không chừng. Cho em hỏi một lời thôi. Chắc không? Chắc ăn không? Mày tên gì? Dạ anh tên Hiếu. To con đẹp trai mà được cái vô duyên quá ha. Bây giờ đừng có nói tới nó lui nữa, mày nói hồi tao bị rối ha. Dạ. Thôi bây giờ anh thề cho mày tin nha. Mày thấy con trai già kia không? Dạ thấy. Trai già mà áo đỏ kia không? Dạ. Đó, thấy mặt vậy chứ cũng cỡ 70+ rồi đó. 7. À, ông mới có 56 tuổi. 56 hả? Dạ. Sao mặt háp dữ vậy? Em ở sớm này em biết. Đây, thấy gì chứ, tướng tá của bộ còn ngon nha. Dạ. Sức khỏe anh tốt mà. Tao mà nói với mày mà chỉ cần mà tao nói láo cho nó sai lời á, cho ngã cái đùm ra đất đi. Giọng nói. Ồ sao vừa thề có liền vậy anh? Thề cái gì cha già chứ ông mắc cái gì vậy? Ông mắc cái gì mà tự nhiên ông ngồi ông té hả? Ai xô tao vậy? Ai xô vậy? Tôi đang ngồi tự nhiên ai xô té. Nội để cái chởm tóc là thấy ghét rồi. Ủa anh ơi, anh sao vừa thề ổng vậy, là anh nói thiệt hay nói xạo anh? Bây giờ mày tin tao không? Nếu tin thì làm, còn không tin thì thôi. Dạ em mày tên... nghĩ tao như vậy nè. Nè tao nói một lời thôi, không bao giờ nói dài dòng. Tướng tao ngắn là tao nói cái gì cũng phải ngắn, không? Bóp 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 bác lấy xong. Được.
không? Tiền tao cho bút, thí dụ giờ tao lường gạt mày, để tao kêu mày nói à, mày đưa cho tao hết 100% đi, còn này tao lấy chi 30% đầu tiên làm gì? Dạ dạ cũng đúng, mà tự nhiên em bây giờ tự nhiên em nghe bụp bụp bạc 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 thề té, em cũng bụp bụp bạc bạc cái em hết cũng tin rồi. Trời ơi, tao thiệt mày. Bây giờ vậy nè, đơn giản một điều thôi là mày có chịu làm hay không, còn chứ tao là tao thấy chỗ này là tao hơi bị quê rồi đó. Gì đâu mà uống cà phê gì ít nhất ra đưa cái cà phê, trời ơi là trời thiệt, ngồi cái không khí nó buồn, nó chán gì đâu luôn á. Không ấy, mình đi qua quán khác mình bàn được không anh? Đó, cái đó cái chỗ là nói cái chỗ mà mình đi giao dịch này nọ đó. Bây giờ em có đem tiền mặt đây không? Dạ có anh ạ. À, bao nhiêu? Dạ rồi, tiền mặt của em thì có khoảng chừng 400 ngàn. Mày đừng có chọc tao nói nóng nha mày. Ô trời ơi, sao giống anh em quá vậy? Mày nghĩ sao vậy? Nó quê, nó có cái chớp nó quê, sao mở ra nó cũng vậy vậy? Cái chớp của tôi nhìn là nó modern, hiểu không? Nó hiện đại, nó có chút gì đó mà gọi là xa xỉ phẩm văn hóa chút xíu. Cái chớp ông giờ cái hèo nàn lạc hậu quá mà. Nè, tao nói cho biết nha, bây giờ có tiền thì làm, còn không có tiền thì thôi. 30 triệu đầu tiên đó là rẻ rồi đó. Dạ anh yên tâm đi, em đi ra ngoài quán cà phê mình bàn xong công chuyện cái là em đi vô ngân hàng em rút tiền em đưa cho anh liền anh. Nhưng mà anh nhớ là ghi giùm em cái hóa đơn đỏ nghe. Cái gì? Ghi hóa đơn đỏ anh về anh đưa cho ba em. Tao thiệt nãy giờ tao ứa gan mà dữ lắm nha mày. Mày nghĩ sao mà cái tiền mà lo chạy chọn giấy tờ cho mày mà ghi hóa đơn đỏ hả? Tao cầm 30 triệu mày, tao đi dạy vô tao kêu người ta làm cho mày cái bằng này nọ đặng lót tay bằng giả nọ, kêu tao ghi hóa đơn đỏ hả? Mượn nội ai ghi cho tao? Đúng rồi, không lẽ cái ghi cái phần lý do thu tao nói là tiền làm bằng giả. Chạy về cơ có một tờ hóa đơn bị bắt nguyên chùm luôn á. Điên cũng vừa phải thôi. Rồi bây giờ nè, giờ đi được chưa? Dạ được anh. Ngồi đây tao thấy mặt cho già, cái chỏm tóc là tao không ưa rồi. Rồi tao vô đây thấy nó độ vô rồi. Cũng cho hết đi. Về vậy hả? Về bắt tay cái ơi. Nè. Mình bắt kịp được không anh? Tại em sợ mấy anh. Đấy, vậy giờ dứt khoát ra đi phải không? Đi dạ. Qua quán khác uống phải không? Dạ. Tính tiền cà phê đi, tôi có hóa đơn đỏ ở đây nè. Đó, đỏ luôn. Mày cần hóa đơn đỏ rồi, mày ấy đi. Đó, tính cà phê. Khỏi cần hóa đơn đỏ, nhìn thấy ổng là thấy đỏ rồi. Trả tiền cà phê đi, có hóa đơn đỏ liền. Em trả hả? Ai trả? Ai trả cũng được á. Em đâu có kêu đâu, ảnh kêu mà. Thì ai kêu có trả bước ra không ấy thôi à. Ai lo giấy tờ đây mày? Ai lo giấy tờ? Dạ tiền giấy tờ ba em đưa đủ tiền giấy tờ, không có đưa tiền cà phê. Anh trả tiền cà phê. Mày là thân với ổng không? Dạ. Ký sổ cho tao. Chú ơi, cho con ký sổ đi, rồi xong rồi con nói với ba con đem tiền tới trả cho chú, hứa với chú không cần lấy hóa đơn luôn nghe chú. Tịch chuyển tiền cà phê chú không thành vấn đề với con. Nhưng mà làm ăn gì cẩn thận nghe con. Ổng đi rồi chú ơi, con cùng máy bay chú ơi. Không được nghe con. Dạ con biết rồi. Thời buổi này nó không coi thông tin báo chí, không coi trên đài truyền hình, cảnh giác quá trời quá đất luôn. Mình khả năng sao mình chọn việc làm vậy? Trời quỷ thần. Nói với tôi tuổi con trâu chứ tôi đâu phải tuổi con ngựa đâu. Mà suốt ngày tôi cứ phải chạy tới chạy lui, chạy hết cái này tới chạy cái kia. Vừa lớp thì hả, chạy tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền chợ. Rồi bây giờ phải lo chạy đi đón con nữa chứ trời ơi trời. Mày đi đầu ngõ ra đây người ta nghe rồi. Làm gì mà con gái mà tối ngày càm ràm cái miệng đi ra miệng ống ống vậy? Ôi tôi nói vậy em ơi, tối ngày càm ràm hoài à, kệ nó đi. Ừ, quán xá đâu mà để ly nước gì đổ lum la vậy ông? Tại nãy mấy người vô uống kìa, quậy kìa. Chị Năm uống uống như cũ hả? U như kỹ. Rồi, Tiết uống gì? Giờ là chỉ có rượu mạnh thôi. Mày khùng rồi á. Quán tao đâu có bán rượu đâu. Tại vô đây. Hỏi tao uống gì thì tao nói tao có nhu cầu uống rượu, không có thôi. Mày quạo đâu mày quạo chứ, tự nhiên vô quán người ta mày càm ràm đâu. Bây giờ tao hỏi mày uống gì mày nói uống rượu. Không, tao uống như kỹ luôn. Uống như kỹ á? Con nói chú nghe, con không tức sao được. Sao tức? Không bực sao được. Con hỏi chú chứ, ở nhà có một mình con hà. Tưởng đâu là ha, lo được cái chức vô trong đó cho ổng làm, ổng làm. Tưởng đâu là ở đây là con sẽ được hưởng phước. Mà phước đâu sao con không thấy, con thấy là bây giờ con quạ không hả? Quạ gì? Toàn là quạ tới không à. Đó, bây giờ phải lo chạy tiền nè, trả nợ cho người ta nè. Rồi chạy tiền điện, tiền cơm, tiền nước, tiền nhà, tiền cửa, tiền học cho thằng Tí, đủ thứ tiền. Có một mình con, rồi bây giờ tưởng đâu chủ nhật ổng ở nhà ổng đi đón con, đi lo cho con, ai ngờ đâu không có. Chủ nhật ổng đi đâu mất tiêu, thấy không? Rồi bây giờ thằng nhỏ đi học thêm còn phải lo chạy đi đón nó nè.
Tao biết bay làm phụ nữ nhà để làm gì nữa. Có một chồng hiền lành thật thà vậy là quý rồi. Nó làm bao nhiêu lương nó đều đưa con hết. Rồi thằng nhỏ nó học trường nào cũng được. Phải là trường điểm, trường chuyên. Rồi chạy trường. Chạy trường không có tiền á, bắt đầu đi mượn tiền ta. Mượn tiền ta cái không có tiền góp người ta. Phải chạy đầu này, bị người ta dí quá. Phải chạy đầu này mượn, mượn đi về trả tiền đầu này đầu kia. Tối ngày vợ chồng cứ mang nợ. Chứ chú thấy nó làm việc như vậy cũng tốt rồi. Chạy chạy việc cho nó làm chi. Là tôi mang nợ mang nần. Còn không chừng mốt nó phải ông pháp nữa. Ôi thì tại vì nó hay càm ràm vậy thôi chứ. Chứ thằng Luận con tôi nó ai vậy? U tự xử luôn ta. Quán này phải quán tôi không? Quán ông nè. Mới muốn người làm mới hả? Sao nó vô tự nhiên quá vậy? Ai biết. Chú nhìn cái cách ăn mặc như vậy nè, là người nước ngoài chắc luôn. Mà con biết nước nào rồi? Nước nào? Malaysia. Nước gì mà là lái ra nước không? Nước Mã Lai đó. Mã Lai mày nói Malaysia. Malaysia đó. Rồi mày biết qua mày nói chuyện người ta, tự nhiên không vô quán Việt Nam của người ta rồi tự động pha nước ra uống rồi. Trời ơi chú, chủ quán chú qua chú nói chuyện đi, ai biết đâu. Con rảnh con qua nói chuyện với ổng giùm chú đi, tiếng nước ngoài. Trời ơi chú ơi, chú chủ quán chú nói đi, tự nhiên chú kêu con nói. Con còn trẻ, con đi học rồi chú nghe nói má con kể là con học có mấy cái bằng C, bằng D gì tùm lum tà lá mà. Đúng rồi. Bằng con chạy cái... Nè bây giờ chú qua chú nói đi, con biết được chữ nào con dịch chữ đó cho. Hả? Ê du uống rinh 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 du rinh cà phê. Tự nhiên là gì vậy? Tự nhiên là nature. Không té chưa rồi. Du rinh cà phê nature. Dân du Mã Lai coi chừng ăn mã tấu. Vô tiền không quán tự nhiên rồi. Ở đâu mà tự nhiên tiếng Anh mà có mã tấu á chổng. Chứ giờ vô quán tự nhiên mà. No. No là không. Không vậy. Không là không ăn mã tấu. Ê không thì phải vô uống rồi phải kêu tôi pha. Uống xong phải trả tiền tôi chứ. Money. Money. No money cần chú. No là không, money là tiền. Là ổng là cái giới đầu tiên là ổng không có tiền rồi đó. Còn cần chú là gì con biết chắc là không có tiền không có tiền vô uống cà phê cho đi chú uống không hả? Ê đừng có giỡn ông nội. Quán người ta có tiền, có vốn, người ta ra bán cà phê, uống cà phê, phải trả tiền chứ. No money, mua money vậy? Trả tiền, uống cà phê, trả tiền, không muốn, không được nha. Đừng vô đi quậy nha. No. Không. Nó nói gì không hiểu, no quậy. Nhức đầu quá. Cái này, để tôi. Biết không, nói vậy má ơi. Bây giờ mày hỏi nó coi, ổng biết không? Ổng biết tiếng Việt không? Mày hỏi đi. You talking Vietnamese. Ôi giỏi nè. Biết. Ông biết tiếng Việt thì nãy giờ nói đi trời. Để tôi hỏi cho. Hey. Ông này nè. Hỏi ông. Muốn uống cái gì để ổng vô ổng pha cho. Chứ đừng có tự ý đi vô làm. Hiểu không? Hiểu. Hả? Ông hiểu kìa. Ông người Việt phải ông hiểu tiếng Việt là đúng rồi. Tôi người Việt mà. Nãy giờ tự nhiên mấy người nói tiếng Anh không chứ tôi đâu có nói tôi là người nước ngoài đâu. Đây nè. Người Việt mình nói người Việt ơi, nghe nói là người Mã Lai. Dạ ngồi đi, chuyện nói chuyện của chủ quán nha. Mình là khách thôi nha, mình đừng có lanh quá. Mày lanh gì? Mày nói ông người nước ngoài. Thì ai đâu biết ông người Việt. Ông người Việt mà sao ông tự nhiên hả? Ăn mặn vậy người ta tưởng người nước ngoài chứ ai mà người Việt Nam mặc đồ kiểu đó. Giỡn chơi chút xíu rồi làm gì vậy anh Tư? Trời ơi. Ủa sao biết tôi Tư? Tôi nè. Ủa mẹ ơi. Ủa chú Thụ đây hả? Thụ xe ôm nè. Quỷ thần ơi. Vô chồng kẹo tôi làm tôi nãy giờ hết hồn hết vía à. Giỡn chơi chút xíu. Lúc này chạy xe ôm giảm cân hay sao mà người rút lại có chút xíu vậy? Đâu có. Bây giờ chạy xe ôm giờ mình phải nâng cấp vậy đó anh.
Ủa xe ôm bây giờ chạy phải nâng cấp. Nâng cấp nó hiện đại lắm. Trời ơi, xe ôm của tôi nghe là có điện thoại nè. Đó, đưa rước tận nhà nè. Phía sau á có xài cái loại mà gạt thẻ nữa, tính tiền qua mạng nữa. Wow. Gạt thẻ đâu chú? Chắc gạt heo mông nè. Không ơi, cái sao xe kìa, chứ không phải sao con người tôi. Chú nói chú làm xe ôm thiệt á hả? Má thấy chưa? Má thấy chưa? Người ta làm xe ôm, người ta chạy xe ôm, mà người ta ăn mặc giống như người ngoài hành tinh vậy, má thấy không? Không, mày con phải người ngoài hành tinh. Con xin lỗi chú. Dạ, tại con giận quá. Con làm lại nha chú nha. Con làm lại đi con. Má thấy không? Người ta chạy xe ôm mà người ta ăn mặc như người nước ngoài. Còn trong khi đó chồng con thì sao? Trời ơi, đi làm công chức. Làm công chức mà một năm không mua được một bộ đồ mới nữa. Bay mới ngộ á nha. Chồng bay từ nhỏ đến giờ hả, được cưng như trứng vậy đó. Hả, được ăn học đàng hoàng, hiền lành chất phác nữa. Sao bay cứ so sánh người này người kia được? Đúng. Trời rồi ơi, con nói cho má nghe con thiệt á. Con là con ruột của má nè. Người ta là con rể. Mà má không binh con, má suốt ngày má đi binh con rể không à. Vậy để đổi lại đi, để con làm con dâu cho. Tao có binh nó đâu có, sao nói vậy thôi. Mày cứ tối ngày mày càm ràm nó, ai mà chịu có được. Má mày nói đúng á. Nó làm công nhân viên chức thì mặc đồng phục của nó. Nó có đồ nó mặc đàng hoàng. Còn đây là anh em chạy xe ôm thì anh muốn mặc đồ nổi để người khách người ta chú ý. Trời ơi, nói cái gì tầm bậy tầm bạ vậy? Công chức đâu, thằng Luận nó chạy xe ôm chúng tôi mà. Cái gì? Nó có mặc đồ công chức, nhưng mà tới cái chỗ bến xe ôm á là nó thay cái bộ đồ này. Tôi ăn mặc vậy nó chỉ tôi nè, nó nói chạy xe ôm mình phải ăn mặc cho nó sáng sủa lên, như vậy mới có khách. Không mà từ ngày nó qua cái bến xe ôm của tôi, nó chạy, tôi với nó chạy bên quận bên kia kìa. À, bây giờ hai chú cháu chạy khách đông lắm. Ủa chú kìa, chú nói nghe nè, coi chừng chú lộn với ai á. Chứ thằng con rể của tôi nó là công nhân viên chức đàng hoàng, sao đi chạy xe ôm được? Trời ơi, nó chạy chung với tôi nè, rể chị là Luận đúng không? Ừ. Nó chạy, nhưng mà nó dặn tôi là đừng có nói chuyện nó chạy xe ôm cho gia đình nó biết. Để vậy là nói biết hết ông nội. Vậy nó dặn gì mà không nghe lời dặn của nó. Nói ra vợ chồng như vợ má nó biết hết rồi. Trời, thôi con biết rồi. Kiểu này là ông Luận ông có vợ bé rồi. Chứ ông đi làm bao nhiêu tiền ông đưa cho con, mà tiền ông đâu có nhiều đâu, lương 3 cọc 3 đồng. Về có bao nhiêu ông đưa con hết, mà con không hề đưa cho ông một cách nào để ông xài hết. Vậy thì ông đi xe, ông chạy xe ôm để ông có tiền riêng. Thấy chưa, ông lấy cái tiền riêng đó ông nuôi vợ bé. Trời ơi trời, Luận ơi là Luận ơi. Bay cứ nghĩ vô cái chuyện của bay không à. Bay không nghĩ là tiền bạc bao nhiêu nó đưa bay, rồi bây giờ nó muốn kiếm thêm để nuôi vợ nuôi con thì nó chạy xe ôm. Nó nuôi vợ nuôi con, kể cho rõ. Nó nói với chú là nó chạy xe ôm là ngoài cái giờ nó đi làm việc, nó chạy xe ôm là nó kiếm thêm tiền, nó trả nợ gì đó. Con không cần biết, con phải đi gặp ổng, con hỏi cho ra lẽ cái chuyện này mới được. Mày khoan đó. Từ từ chứ mày cứ hấp tấp. Từ từ cái gì mà từ từ? Nó thiếu nợ người ta. Mà cái tiền thiếu nợ nó đâu nguyên nhân đâu nó thiếu nợ nó người ta. Nó thiếu nợ là cái hồi đó là nó mượn nợ, rằng nó chạy tiền nó lo công chức công gì đó. Con kể cho chú nghe lại vậy nè. Hồi đó là vợ chồng con á, nghe theo cái lời thằng cha Tùng Lài đó, là đưa tiền cho thằng trả cả 100 triệu. Cái gì? Tùng Lài là Tài. Thì thằng Tài, thằng Tài mà tại nó lùn cho nên là con kêu nó là Tùng Lài, tại con ghét cái tên Tài con muốn kêu. Tài là Tài lùn trời ơi. Đó, thằng Tài lùn là nó lo cho chồng bay đi vô làm công chức. Nó nói á, là nó sẽ lo cho chồng con cái chức phó phòng ha, cả 100 triệu đồng để con đưa cho nó để đem vô lo chức phó phòng. Mà rốt cuộc chức phó phòng đâu con không thấy. Con chỉ thấy là ông chồng con vô ngày nào cũng ngồi coi 3 cái đơn từ của người ta đưa tới, xong rồi phân đơn vậy thôi đó. Lương một tháng không bao nhiêu tiền hết. Thì cũng tại mày, nó có công ăn việc làm đàng hoàng, tự nhiên mày kêu nó nghỉ làm gì, lo tiền vô công chức làm, rồi bây giờ hả mày càm ràm là sao? Con không biết, bây giờ con phải đi gặp ổng để con hỏi cho ra lẽ tại sao ổng lại làm cái chuyện kỳ cục như vậy. Chú chở con đi qua bên đó gặp ổng đi. Thông cảm, xe chú không có chở gái được con. Nó có chồng rồi. Không, nhưng mà xe tôi. Cái gì đâu mà hoang mang quá vậy anh ơi? Thằng nó, em thiệt á, là em hoang mang quá. Hồi nãy anh qua quán cà phê, anh thề là anh nói xạo là đèn tắt, anh vừa nói xong đèn tắt cái bụp. Mày không có biết cái gì hết trơn á, nghe không?
Mày không thấy cái đèn của nó hả? Coi như là nhện mà bằng nhện mà nó văng coi như nó đầy trên đó hả? Cái bóng đèn nó cũ lắm rồi. Chứ giờ nó lựa ngay lúc tao nói nó nổ rồi nó bể rồi sao tao biết được. Mày á ha, tao không đẩy mày ra là nó lại nó để một cái ót ở trên đầu mày một cái là giờ này tóc mày chắc nó chợt rồi, tốt sao rồi nè. Không anh, cái bỏ qua cái chuyện quán cà phê bỏ qua một bên đi, giờ vô cho tới ngân hàng anh cũng thề. Anh nói nếu mà tao nói xạo là ngân hàng này có cướp, anh vừa nói xong tao la cướp. Em chạy thấy bà nội luôn. Mày bởi vậy mày già cái đầu mày bự con, mày lớn xác là cao hơn tao mà mày nhát như khỉ, như là con khỉ mà đầu chó vậy hả? Trời ơi trời, sao chỉ em với con khỉ kỳ vậy? Chứ sao? Mày coi mặt mày mày kìa. Râu ria bậm trợn dòm thiết gớm vậy đó. Thân trâu vậy đó. Mày thấy cái gì chút xíu trời ơi mày chạy cái tao nói tao dí theo điều trong học máu vậy đó. Mày không biết là chỗ đó bây giờ tao đang quay phim không? Ủa quay phim hả? Ờ. Hèn gì trời ơi, nói ăn cướp em còn nghe cắt quay lại quỷ nào chạy qua máy. Mày chạy với ai? Ủa con người ta hả? Tao quay nguyên một cái bùm lớn thiệt lớn vậy đó. Mày chạy qua cái phim của tao, phim mũ chứ đâu phải phim bình thường đâu. Anh ơi anh. Chạy quán tôi mà. Vậy chê quán tôi sao giờ lại quán tôi? Dạ. Ủa xin lỗi, mình thích mình ngồi ở đâu mình ngồi chứ mắc cười vậy? Dạ muốn ngồi. Ờ. quán phải chịu khách thôi. Mà giờ có bán phải không? Ờ uống gì? Ờ. Nói đi. Xin lỗi, năm mình uống rồi. Tao hơi nóng rồi nha. Nóng sao? Ủa vô quán người ta ngồi là phải uống nước. Hả? Ủa uống đồ là uống sao? Vậy vậy thôi, nếu mà chú nóng thì chú làm hai ly cà phê cũ hồi nãy của tụi con kêu chú bỏ lại đi là này nhớ là xứ nhiệt đới nha. Chúng ta để thôi là nó tan. Còn ly đâu, còn ly cũ. Mua ly mới thì tôi ăn. À gài đang mình uống được cái khác. Cái đó là thẳng nhiên thôi. Hai ly trà đá. Muốn làm trà đá làm 20.000 ly. Vậy thôi. Ồ chú bán buôn cũng được quá ha. Cà phê 10.000 ly, trà đá 20.000 ly. À, anh ơi anh, bây giờ tiền em rút ra rồi nè anh. Anh ơi, tiền em rút ra rồi, bây giờ làm sao anh? Rút ra rồi hả? Dạ. Để lên bàn thờ đi. Không lẽ em cúng này hết cho bà nội em sao? Mày ngồi xuống này tao đi. Mày có ngu cái gì mày cũng ngu chừa chỗ cho người ta ngu với. Mày rút tiền ra 30 triệu đúng không? Dạ. Mày rút ra mà để đưa ai? Em đưa cho anh. Ờ. Chứ mày còn hỏi làm gì? Dạ bây giờ em đưa cho anh. Thì mày đưa cho tao. Dạ. Số tiền mà nó tặng. Ủa chị làm gì vậy chị? Quay phim. Nè mày thấy không? Mày thấy là nổi tiếng không? Dạ. Mày thấy là nổi tiếng không? À. Dạ, này, đây. Cam. Chị nhớ à. Táp tên em lên Facebook nha chị. Đây. Quay gần vô. À. Chị ơi, chị. Nhiêu tiền? 30 triệu đúng không? 30 triệu. Vậy chị vậy? Hả? Chị vậy? Chạy giấy tờ. Chạy giấy tờ. Chị ơi, cho em phỏng vấn em vài câu. Dạ, kính chào mấy cộng đồng mạng. Tôi là nickname của tôi là... Thôi bỏ đi, tào lao quá. Ông này mới là cần nè. Đó, mày đâu có nổi tiếng đâu mà mày cứ ấy hoài đây nè. Đó. Cái này con vô. Dạ, đúng rồi, cho đủ mặt. Con vô. Chụp chung đi, chụp chung tấm hình cho vui. Đó, bà con thấy không? Đó. Đây là những cái hình ảnh mà chúng tôi quay tại trận luôn. Đó. Dạ. Hồi đó là mày cái quán cà phê tại trận vậy? Ngay quán cà phê. À. Ngay quán cà phê đó hình ảnh đẹp luôn. Bắt đầu. Phỏng vấn con. Dạ. Phỏng vấn. Rồi. À đó. Quá đẹp. Chị cậu đây nè. Ngày xưa mới đây này chạy giấy tờ cho tôi. Ừ. Chạy giấy tờ công chức cho con trai của tôi đúng không? Con rể của tôi. À. Nè, nói có sách mà có chứng đàng hoàng phải không? Vì đây là gì nói rõ ràng. Ủa, con gì là giờ con rể hả? Thằng Luận, con rể bả. Nói cho nó nghe thằng Luận bây giờ làm cái gì? Chạy xe ôm. Mày thấy chưa? Nó chạy là mà cái gì? Ủa xe ôm mà cũng lo tiền mới được chạy ha anh? Đúng rồi, nhờ cậu này nè, giờ con tôi đi ra ngoài đường chạy xe ôm. À, đây, mày coi hết nguyên cái hẻm này. Cái dạng đàn ông như kiểu thằng Luận gì đó là cái thằng đó mới là khó kiếm. Nó làm ban ngày làm công chức, ban chiều tối đêm là nó chạy xe ôm làm kiếm thêm. Nó lo cho vợ. Đó. Nhờ cái ơn đức của cậu mà bây giờ thằng con tôi á nó từ là công chức. Cái gì? Ủa, thằng Luận nó có trái hai bà má là hả? Má cái gì mà má? Tôi bị liệu. Nè, tôi nói lại nè. Từ chồng tôi nha, từ một người làm công chức bây giờ chạy xe ôm chung với cái chú này. À. Đó, bây giờ ông trả lời sao? Ông nói sao về cái số tiền đó hả? Nói đi. Nói thiệt cho mẹ già giống mẹ mớm đó, nha. Đó, cái chợm tóc này nè. Nè, nói cho đàng hoàng nha. Tôi sợ một cái là không còn một cọng tóc nào nha. Cô đất ơi, cái người làm gì vậy? Hả? Trời đất ơi, nè,
lo tiền để mà chạy công chức cho cái thằng con ha, thằng con của bà, thằng chồng của chị, thấy không? Nó ngu, nó đã vô được công chức rồi thì nó phải biết lòn trên cúi xuống, thấy không? Nó phải chạy đầu này chạy đầu kia để mà nó càng ngày càng lên chức nữa, chứ đâu phải là tôi lúc nào cũng vẽ đường cho nó chạy à. Còn muốn phải lên nữa nó phải nói với tôi để chi, để tôi chạy thêm nữa, đúng không? Cậu nha, cậu đừng có ăn nhan nói ngược như vậy nha. Cậu lấy một đống tiền của người ta bây giờ cậu nói vậy mà nghe được quá hả? Nè nè, anh đi qua đây. Chị ơi, tới em hả chị? Đúng rồi, nè. Quay anh đưa tiền làm gì? Em nói dữ nữa. Em đưa tiền cho anh để anh chạy chức cho em. Chồng của tôi ngày xưa ổng hứa là chạy chức phó phòng mà bây giờ ra làm xe ôm rồi đó. Thì anh nghĩ đi, ổng nói ổng chạy cho anh cái chức trưởng phòng rồi sau này anh sẽ ra anh làm gì? Trời ơi, chết tôi rồi. Anh sao em? Anh lo cho người ta phó phòng mà giờ người ta chạy xe ôm mà em cũng căng quá. Không mấy giờ cho em xin lại tiền đi anh, em về em đưa ba em nói thiệt. Đây. Mày lại nhảy, mày còn hơn là ba nữa à? Mày á, nghe. Mày đưa cái đầu xuống coi, đưa cái đầu xuống. Ủa sao anh tán đầu mà anh tán xuống tới mặt em hay? Mày vừa phải đó, nghe chưa? Tiền nào, mày đưa tiền tao nào? Ủa anh nói gì kỳ vậy? Hồi nãy em mới đưa tiền anh xong á chị. Em mới đưa anh 30 triệu rõ ràng. Dạ anh nói không có là sao anh? Đâu, bằng chứng đâu? Đi ra. Ê chị lấy lại công đạo giùm em đi chứ em. Công đạo hả mày? Công đạo hả? Em hoài luôn cơ. Trước tiên á, muốn làm cái gì phải đứng lên nói chuyện với người ta đàng hoàng, nghe chưa? Đứng lên nói chuyện với người ta đàng hoàng chứ ngồi như vậy người ta nói người ta cúi xuống mỏi cổ, nghe chưa? Đứng lên. Nói chuyện với tao khi dễ người ta quá vậy? Nó đứng nãy giờ. Nãy ghế rồi đây coi. Nè, đứng nãy giờ, đứng rồi đó. Nó đứng rồi. Khoan, để tôi vô cận cái ghế. Đó, vậy đi. Ê, con mớm kia. Sao? Đây là tiền của ai? Tiền của ổng. Vậy sao mà đòi? Mày là vợ nó hả? Thấy chưa? Chơi hàng dài hả? Gãi gì? Hả? Tôi nói cho ông nghe, ông lường gạt má con tôi thôi như vậy là đủ rồi. Ông đừng có lường gạt thêm một người nào nữa hết. Ông trả tiền cho người ta đi chứ. Đúng rồi, trả đi anh ơi. Ông trả em khóc tới chết luôn á. Ông trả đi giao cho chính quyền. Hỏi bằng chứng tôi thâu trong máy hết trơn trội rồi. Đúng rồi. Máy đâu? Đó, bằng chứng đây nè con. Trời ơi, cái mặt nó bận quá. Ê, cái này chơi quay lén hả? Không có, tao quay trước mặt. Coi chừng nó vô điện thoại đó. Hả? Nè, đừng có giỡn mặt nha. Rồi, chịu đã đủ rồi con. Mày giả bộ bè lũ phải không? Bè lũ mày mời ra đây đặng mà quay lén người tao rồi phải không? Đâu có đâu, em đâu có bè lũ đâu chị. Chị nói mà em đi chị. Em bây giờ em chỉ muốn lấy tiền này thôi. Bây giờ anh trả tiền cho tôi đi. Tiền thì bây giờ trả mày nè, có gì đâu. Đó, nó nhờ tôi làm nhưng mà tôi không chấp nhận cho nên tôi trả tiền lại cho nó. Mọi người cũng làm chứng rồi phải không? Rồi xong chuyện tôi đi về. Ê, đâu có dễ dàng vậy được. Bây giờ trả tiền cho người này xong rồi, bây giờ tới cái tiền của tôi thì sao? Hả? Trả tiền lại đây cho tôi! Gì vậy? Gì vậy cái con mớm hung dữ? Chồng của em á là bây giờ cũng là công chức đúng không? Đúng không? Nhưng mà tại vì nó ngu. Nó không biết lòn cuối, bây giờ nó ngu rồi nó chịu chứ sao? Nè! Nói cho mấy người biết, đừng có hòng mà triệt tôi. Trong đời này mà còn có những thằng mà không chịu ăn, không chịu học, mà còn mơ tưởng nó chức trưởng phòng, phó phòng như kiểu thằng này, thì cuộc đời với những thằng như tôi sẽ trường tồn mãi mãi.